không chứ vậy nè. Đi này về mà là coi clip nha. Rồi đó, về như đủ rồi. Rồi rút. Rồi mang già vô đi về thôi, kết thúc video ở đây. Rồi xin chào các bạn, kết thúc nha, hẹn lại video clip sau. Ai thích có thì đăng ký, tôi sẽ còn đi quay dài nhiều cảnh núi cấm đó cho coi. Rất là nhiều cảnh đẹp trên đỉnh núi cấm, cũng như giữa núi và dưới núi. Rồi xin chào.